Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp theo mình chia sẻ cho cả nhà lại một cái số bằng lăng này cả nhà. Bằng lăng cái sắp ra hoa nè, tán dù ha. Ngày giá yêu thương nha. Rất là đẹp luôn đó nha. Cái này sắp ra bông rồi nè. Nè, rú bông ra rồi. Ồ. Rú bông ra. Đây. Đây rất nhiều luôn nha cả nhà. Đây lô này mới đưa lên nè. Con vườn mới đưa ra nè. Đây có bông luôn nè. À, có bông luôn. Ồ, rất là nhiều nha. Cây thì bằng ngón tay nha, có cây lớn thì bằng ngón tay cái nha. Còn cây nhỏ thì bằng ngón tay thôi. Nhưng mà được cái là tàn dù. Tàn dù. Tàn nhiều nhánh á. Này ai mà có nhu cầu mà cắt chiết ghép đồ là ngon lắm cái này. Đó, này mà ghép là có chơi luôn. Cái này là màu hồng luôn nè cả nhà. Đây cả nhà ơi. À, rất là nhiều luôn, đủ loại nha. Đây cái loại lùng này sắp ra hoa nè. Đây còn ở đây thì cũng có một cặp nữa nha. Cặp này thì cặp đó là đều lắm á. Giá cũng thường thôi. Đây thì giá hơi cao một tí nè, cái này nhiều nhánh. Đây thì lô này lô màu hồng đó nha. Lô này lô màu hồng. Cái này màu hồng nha. Có làm dấu đó nha. Có làm dấu nên biết. Cái này thì cây nào cũng vậy hết nha cả nhà. Đây nè, màu hồng. Cây nào nó cũng ra hoa ra thôi, dễ là đầy dưới đây trơn là trồng rất là dễ luôn. Cây thì bằng ngón tay rồi nha cả nhà. Cây thì bằng ngón tay thôi. Cây thì bằng ngón tay thôi. Đó, cả nhà thấy đó, đó. Quá trời nhiều luôn. À, cả nhà có nhu cầu thì ủng hộ nha, liên hệ qua số điện thoại trên màn hình đó cả nhà. Rồi tiếp theo thì đây là lô lớn nè cả nhà, này mới đưa lên nè. Lô này thì thích hợp cho cả nhà để trên cái chậu á, chơi cho bông nó ra. Này nhánh nhiều nè, giống như mình làm giống như là mâm xôi đó. À, một chậu đầy bông á. Cây này cây lớn nha cả nhà, giá thì hơi cao chút nhưng mà rất là đẹp. Đây thì lô này thì giá cao chút mà. Còn bên đây thì nó rẻ hơn nha cả nhà, này thì rẻ hơn một tí. Bên này thì rẻ hơn, cây nó nhỏ hơn. Mình xin kết thúc clip nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới. Xin chân thành cảm ơn ạ.
Đây thì cao 4 tấc rưỡi, vành từ 18, 9, 20, 21.